Xin chào anh em nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách fix lỗi SIM ghép đối với mạng Verizon. Mấy con dòng cao nha, ghép Verizon là rất là khó lên data nha. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách ghép SIM ghép mà fix lỗi 100% là ăn luôn. Nhưng mà phải xài cái SIM của mình nha. Xài SIM loại này nha mới được nha. SIM ghép loại này nha. Đó, SIM ghép loại này. Đây, ví dụ như bây giờ mình ghép lên rồi đúng không, nhưng mà khi mình lấy SIM ra hoặc là mình thay SIM khác hoặc là mình tắt máy bật lại là nó sẽ mất cái data này nha, nó sẽ mất cái LTE này nha. Nhưng mình sẽ hướng dẫn fix nè, ví dụ như giờ mình lấy ra là nó sẽ mất cái LTE nè. Mình lấy SIM ra thử nè. Đó, giờ bỏ vô lại là nó sẽ mất. Và máy nào nó cũng bị nha. Cứ lấy SIM ra bỏ lại là nó sẽ mất cái data. Thậm chí nó văng ngày ti luôn nha, có những máy nó không văng nhưng mà có những máy nó văng thì nó văng ngày ti luôn. Thì rất là đơn giản là đối với SIM của mình thì anh em chỉ việc gọi khẩn cấp nè, bấm sao gọi nè, rồi chọn git 1 nè, rồi nhập vô chip hết luôn, hết toàn bộ chip 6 chip bấm gửi. Đó là có data lại nha. Đó, con này lock Verizon nha. Mình lấy SIM ra hoặc là mình tắt máy bật lại là nó cũng hay bị lắm. Và máy nào cũng bị hết á, Verizon nè. Thì cứ vậy mà làm. Đó, mua cái loại SIM ghép này. Đó, xong về là tiếp một phát là ăn ngay. Lần này mình tháo ra lần nữa nè, thay SIM khác luôn nè, thay SIM khác. Nãy Mobi nha, nãy Vina chứ, cái này là Vina, này Vina nè, này Vina. Giờ thay SIM Viettel nè. Thay SIM Viettel. Nó không vàng này. Rồi vậy thôi, mình cũng bấm gọi khẩn cấp nè, giữ phím nguồn nè, sao gọi nè, trong git 1 nè, nhập hết chép. Như được bật lên nha. Đó, tất cả thấy chưa? Đó, 100% là nó ăn nha anh em. Mấy sim khác này nó rất là hên xui nhưng mà sim này là nó ăn tuyệt đối luôn á. Đó, mình thay sim khác ở đây là mạng Viettel nè. Còn nãy là Vina. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Happy Zone của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1 để kiểm tra tài khoản. Đó, cái sim này là đặc trị cho Verizon nha. Đó, cái loại sim này nè.